Vâng, xin chào anh em. Ở trong video này, tại vườn của anh Dương và anh Đại ở Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang, tôi sẽ ghi hình cho anh em xem một số những cây hoàn thiện và cây phôi được trưng bày kê đặt ở trong khu vườn này. Một số cây mịn, một số cây đang làm. Bác Đại, bác đang vẽ một cái cây chào cô bác. Mai chiếu thủy. Sao anh lại có cái ý tưởng làm trước? Đấy, hôm nay thì mình kéo đỡ lằn, mình dùng những cái dây nạt nhựa. Anh chia sẻ cái kỹ thuật làm bung tay của cái này thì trước người ta cũng làm rồi, mình mua về thì nó cái những cái cành nó rỗng hết lên. Vâng. Thì mình đưa một cái dây nhôm đưa xuống đường dưới bụng nó. Cái phần sau mình lại lấy cái dây nạt, mình nạt bằng như nạt thiết bằng nhựa, xong mình kéo xuống, thế là mình thiết vào, xong mình co chắc vào, xong mình nắn mình thích bình thường là nó duỗi thẳng ấy, mình ép nó xuống phẳng ấy. Đấy. Dễ nhỉ? Dễ mà nó đỡ, mình uốn vào thì nó nằn. Vâng. Đấy, bình thường như thế này thì mình giờ nó nằn ra rồi thì mình tháo ra cái thì nó không bị nằn nữa. Vâng, chuyển chỗ khác đúng không? Đây là một kỹ thuật làm cây cũng rất ít người làm. Tất nhiên là có người nhưng mà cũng rất ít. Chúng ta đa số là thấy quấn vòng quanh đa số tay chi kia, nhưng mà nhiều lúc tháo rồi kiểu kia nó cũng vất vả. Cái này nó cứ dễ, mình khi mình nó ổn rồi mình cắt cái nó dễ. Vâng, bấm ra đi. Đấy, mình lấy phẳng này, bông thích mình dẫm lên được, dễ. Đây. Chỉnh nắn nó không bao giờ nó bị ấy nữa. Nó không như kiểu mình nó phẳng uốn kiểu kia thì nó nằm vào cái vết cành. Đây, cái mai chú thủy nó có một cái tay rất điệu. Tay gấp xuống. Cây này nó có nhiều cái điểm cũng hay, tay nó gấp xuống. Từ cây gọi là cây mai này, gọi mai cổ. Mai cổ, mai da đen. Nó do cái nước tưới. À đây à? Do nước chứ không phải là ấy. Do nước tưới chứ không phải là do chưa về mình luôn đen xì hết đây, bây giờ nó cũng sáng hết rồi. Vâng. Cây dáng trực đẹp, mai cổ. Chúng ta xem tổng quan cây này nhá. Đấy. Anh có thể chia sẻ cái ý tưởng làm cái bông tay dây này được không anh? Chung là mai thì nó có cái nét dòng mai chiếu thủy thì mình thích làm những tán rủ. Vâng. Nhưng mà đây gọi là làm thêm cái phụ đằng mặt đằng trước đó. Thì cái làm thêm dây này thì mình sau nó ra mầm thì mình kéo theo thế, nó rủ. Thứ hai là khi mai rủ thì cái bông hoa nó rủ xuống rất là đẹp. Vâng. Gọi người ta gọi là mai chiếu thủy thì đa số nó rủ xuống nước. Vâng. Ý tưởng rất hay mà làm cũng rất đẹp. Anh em có thể là áp dụng phương pháp này. Nhìn rất là ấn tượng. Cái này nó cũng to đấy, nhưng mà mình mua cây này thì nó... Cây này cao phải hơn mét đấy nhỉ? Vâng, cái này nó rơi cứ tính khoảng tầm mét 2. Từ mặt chậu lên tầm mét 2. Cây này giờ tầm giá bao nhiêu anh bán được? Em bán cái này đấy, anh em thiện chí để nhau thì tầm 25 triệu. 25 triệu cây này? Vâng, gốc nó như thế này. Cây mịn rồi đây. Mịn, nó lu cây cổ. Vâng. Chúng mua được rẻ, bán rẻ. Vâng. Gốc nó như này. Mua về tạo tác thêm. Vâng. Đấy, tôi đã nhìn thấy. À đây, chúng ta xem qua cái bộ tay của thằng này đã. Đấy. Điểm nhấn rất là đẹp. Đây, tay khúc khỉu đây. Tay to chứ. Nhìn tay cơ bắp. Nắm tay tạm gọi là cơ bắp cũng được. Tay rất thích. Đẹp quá. Tôi quay hướng này nó bị ngược nắng, tôi sẽ đứng dưới bên này. Vâng. Rất đẹp.
Vâng, anh có thể giới thiệu qua cái khối đá này không? Về anh có tác động gì thêm không? Cái này chắc cũng phải tác động, tại vì cái hòn này nó cũng nguyên bản, hòn đá đen. Dòng đá này là dòng đá cứng lắm. Vâng, đá đen. Cứng độ 7. Dòng đá đen là cứng độ 7. Và nó cũng đẹp. Đẹp. Hơn nữa là nó có thêm những cái vân trắng xen kẽ. Được cái nguyên hòn nó cũng đẹp. Cũng mua một đống đá thì cũng chọn nguyên ra hay. Chơi những viên như này thích. Vâng. Lũa. Được cái gánh đánh bóng sạch sẽ rồi. Sạch sẽ. Đẹp nè. Bình thường mình lựa cây mà mình cấy rồi xong nó bám vào nguyên hòn này cũng chơi ha. Theo như mình thì bây giờ những cái hòn đá mà nguyên bản thì anh em cũng nên nên sưu tầm, tại vì chơi xong mình lựa vào những cái cây mà nó hoàn thiện rồi. Mình coi như là mình ký vào làm sao nó ôm tự nhiên rồi. Thì theo như những cái cuộc triển lãm của những Đài Loan hay Nhật Bản, nó cũng vẫn có những vẻ có những cái tác phẩm, những cái viên đá mà có những cây nó vào rất là đẹp. Vâng. Anh có thể chia sẻ cái kỹ thuật ký đá được không? Cái này thì đá có cây đây thì làm cho anh em xem thì rất là thích luôn. Sẽ có hôm nào chia sẻ cho anh em. Vâng, thế thì bữa một nào một vài tác phẩm đấy rũ cây ông để vào đá rất là khớp. Thế thì phải chờ bác chuẩn bị xong được một vài cây đấy. Tôi sẽ đến tôi ghi hình. Ghi hình cho anh em vào. Giới thiệu qua anh em đây một cây xanh Nam Điền nhá. Một cây xanh nhìn có cái thân bệ rất là ục ịch, trông cũng có vẻ là lùn đấy, tay nó cũng to ngọn lùn lắc đang nuôi. Cái này thì giới thiệu qua thôi, còn bác nào mà muốn tận mắt thì hãy đến vườn, bởi vì dòng xanh như này rất là quý. Cây này cũng đang ôm đá này. Mà nguyên anh vén cho em ngọn. Đấy. Ôm ngọn. Đấy. Nó có cái bản độ ngọn nó xoáy gấp đây cái bắt đây, đầu đây, ra đây. Rồi đấy. Đấy. Nó cũng gọi là ra rồi. Chung chung. Cái này cứ vất trên bè không, thế này em nói anh vài năm nữa nó già đanh lại. Vâng, đây là một cây xương cá. Cây xương cá cũng rất là dị mộc. Không hiểu sao cái dòng xương cá này nhìn thấy toàn gỗ là gỗ mà da không thấy đâu mà. Đấy. Nhưng mà nó sống khỏe, nó sống khỏe. Nói chung là có thấy anh em như là người Trung Quốc sang đây chơi nhìn cái tác phẩm này, người ta cũng chơi cây nhưng người nhìn thấy thân này thích mua nhiều một số tác phẩm hoàn thiện về bên đấy. À đây. Người Trung Quốc người ta cũng mua. Mua. Bởi vì nó lạ đúng không? Còn đây là được tạo lũa này. Đây là cái phần mà các anh tạo lũa rất là khéo léo. Đây chúng ta hình dung đây là bên trong là gỗ này. Da của nó chỉ có xùi lên một tí này, nó lớp da rất mỏng. Đang bám xẹo. Thế nhưng mà cây khỏe lắm. Tay cành. Cây này nó lớn có nhanh không anh? Lớn thế này, làm cũng thích. Làm răm cành nó cũng thích. Nhìn đẹp thích nhỉ. Vâng, và bên cạnh đây là một cây nguyệt quế. Một cây như thế này anh bán tầm bao tiền? Cây nào? Cây nguyệt quế này thì nó vào tầm 4 triệu. 4 triệu. Mặt kia là mặt chính. Trong. Di chuyển hơi vất vả. Cái chậu hơi to anh. Ừ, to. Cái cây này thì đưa một cái chậu gốm nhỏ hơn một chút. Nhưng mà phải làm cho nó mịn đã. Cây đang tạo tác. Đây anh em xem nhá. Cái phần gốc đã được trồng lộ thiên lên khoảng độ 10 phân. Đã lộ ra bộ chân đế này. Nguyệt quế cũng là một trong những dòng cây sống rất khỏe. Sống. Dòng cây quý phái. Có những cây thấy xem cũng rất là nhiều tuổi. Vâng. Cây này đang làm. Có cái thân rất là đẹp. Chúng ta đi vào bên trong nhá. Thì anh giới thiệu một số cây. Đây. Đây là dưới anh mới làm này. Dưới này anh chỉ ủ cát thôi à? Như thế nào? Đâu cái này thì mới cho sang cái chậu này. À đây à. Trước anh ủ cái gì cho sống? Nói chung là dưới thay thì mình cứ làm sao chuyển chậu nó khô đất. Vâng.
Di chuyển khô đất mà sang xong mình để nó khô 1-2 hôm mình tưới nước. À. Treo ở thân rất đẹp. Mà này nó có cái kiểu lớp đẹp. Quái cây. Đấy, anh em xem này. Cái phần bệ nó trườn. Lắc quái. Đây. Chúng ta xem tiếp cái cây hoa giấy này. Như cây này giờ bán tầm bao tiền anh? Hợp lý, cái này nếu anh em lấy thì nó vào tầm 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi thôi. Cũng hợp lý nhỉ, cây đẹp. Hôm nay mà em mang tiền chắc em quất cây này rồi. Em thích dáng nó cao cao một chút, nó thanh thoát. Mà cây này lại lắc tự nhiên rất là đẹp. Bông tay thì gần hoàn thiện rồi. Chúng ta xem cây hoa giấy tím này. Con tử. Hai thân chính, một thân cao, một thân thấp. Có độ lắc rất là uyển chuyển, tự nhiên. Bông tàng được làm gần xong rồi. Cái dây bị thắt rồi anh này. Tháo sớm đi. Bấm ra mà nó thắt dính đây. Dính chặt rồi. Chiều cái kim mà cái kim ấy. Bên này thì nó rộng rãi để một số cây. Để cây lớn rộng rãi. Chúng ta xem mấy tác phẩm dưới này nhá. Tôi nhìn thấy mấy tác phẩm dưới rất đẹp. Nhìn thấy dưới là đã thấy mê rồi. Đa dạng cây. Của anh đa số là cây lạc dòng. Đây, gốc bệ dưới đây, lồn lực, u biếu, răm dày lá nhỏ. Chúng ta xem như này chúng ta đã hình dung được cái tác phẩm nó đẹp như nào rồi. Có mấy đầu đây anh? Mấy ngọn đấy? Vào tầm 9 đầu. Không biết có được 9 đầu không? Được. Nhưng mà nhìn nhô lên đẹp lắm. Và bên cạnh đây là một cây dưới nữa. Đây là một cây dưới phải nói là rất đẹp. Rất là già cây. Già cổ, u biếu và lũa. Anh đang ủ. Cả hai mặt đều đẹp. Dòng dưới da trắng, lá nhỏ. Đây chúng ta xem sắp đi. Tôi sẽ chuyển hướng sang với bên này. Ui dồi, nhìn cái này nó đẹp thế anh. Trông nó sáng. Nó sáng. Vâng, tôi xin dùng video clip tại đây để chuyển sang một video mới. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.